Cà phê xong cho chơi mình tích. Cà phê nè khá miền này dù thả ọt cao. Cà phê cũng ọt cao. Cà phê ọt cao cao. Chà. Khá kì mình cao sóc. Khá kì bầm rộng cao. Cà ná dương rôm một chú bài. Mưu nè nè nu. Khương thả chích cao thái. Dương bằng riêng thả cua thua dàng ná. Rồi cơ trơn thua dàng ná. អត់ក្រកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមចាចាអរគុណច្រើនចំពោះសេចក្ដីបញ្ជាក់របស់លោកឯងឥឡូវនេះយើងឈានចូលមកដល់ដំណាក់កាលថ្មីមួយទៀតបើសិនជាអ្នកនឹងឯងគាត់មិនបានធ្វើតេស្តហើយក៏គាត់មិនបានដឹងជាមុនគាត់ចូលដល់ដំណាក់កាលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមទៅហើយប៉ុន្តែខ្លួនគាត់គាត់មិនដឹងទេថាតើមានអាការៈផ្សេងណាដែលអាចឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍ថាគួរតែគិតដល់បញ្ហានឹងដែរឬទេចាបាទដែលខ្ញុំនឹងបញ្ជូនសញ្ញារោគសញ្
miên rô kê sanh nha sâm khăn buôn đè khiêm tay tay bằng hai miên sanh nha bay buôn pram tiết đè dương a chul từ đò nẹp bình chul đòi quạt mái bên tay rô kê sanh nha thông thông miên buôn. Nôm chân straight up off gum lang nung le scom nôm scom off gum lang hay nung straight up nít cứ chia rục sinh nhát sắm khăn buôn thông thông đài lờ đài dương cua chập ở rắm kịch đo thà bà hai chị ai miên chung người tự nôm ai tài cả na bà cất chia khơi nung hơi nhóm ai tiền dụ bảo thả chư hơi mấy bạn chỉ trông ta đôi chân ấy bị phước xa nhà nâng tam ca bị sao trở bọc nhau miền nữ bàn phương của chân nằm hỏi tay tay khuyên tha bờ nẹ chung ngư nâng mọc ra một rộng lực tha bàn nộp chân ơn xôm hỏi ọc lăng hỏi xe tự chân ơn nâng thịa chân ơn chân tay chư ruột một hỏi khiêm sông bằng chuyện đoàn tiết cả là nè chư nó chư tràn hời nữa rốt cái xa nhà tiếng uôn sông khăn ấy ai lên miên từ vịnh mà là hơi chồng buộc kia hào thá chồng ngư tôn hộp ai em bảo phê tỷ bì ní chuôn cá ớt miên mình miên nây thá nè chư nó ớt miên chư chồng ngư tôn hộp ai em tề tại cả là xua xa vật đa rồi bỏ nè chồng ngư nữa đôi trong chùm riêng mà mạnh mình nhé, ông bị phu, ông bị ở đây liên bài, liên ấy, ông cũng làng ấy nữa. Nè, trong tay tế chấp thứ chất rô chiêm nâng à. Chà, chà. Chất chiêm nâng khơi thá, cầm rật muối đài lước, ông bị cầm rật thầm nà nâng. Trong ách mình chạy thá, nè đài dương cầm vùng tài bình đất nâng, ra khóc chứ 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 ngươi được một bài mà. Chà, thu bây chỉ thác quạt, bê ní quạt miên chùm ngươi tập nôn bà em từ hào ấy. Hay rục sinh nhà nó có việc bàn bắt tập lập từ mình tại đấy có bàn tay tu chỉ dẫn đôi chân này cái đấy có dương nơi tại ai tụt tôi nâng cao pia ao chỉ vật bỏ dương nước ruột nước bàn run ru và chôm nâng chủng nước bàn ở đây mình thành chắc hay chưa nơi tại tụt sống mình chạy không chuyện kề bằng phật không chuyện tìm phật mà mình tuân chư khăng là hốt từ đó đại hà từ ca chạy ăn xử liên tế chấm đất không pi để cho bàn chủng riệp bệnh mình nhận hỡi cứ cầm tiếp kia lá, mi rổ bọp kế, khiếm tay tay tù miên thá, sống đá ở tay sập rằm nửa tí, tờ ha sập nửa tí, dàng hói nắc bấy đoàn khổng mùi sập đá. Tí tí ông bị bò rì khôp, bái sông hôp là mốm, hơi sông hôp bà lại ở bàn trởn, hơi sông hôp lại chư, cùng khai, cũng khá là thả phái chư nụp em chà chị tôi tới cái tay tại kết thả nụp phái chư chị bị xếp phái chư này nơi không bật tích đạo được chứ nụp tích còn bây giờ nó miên chít score miên chít em khá là nát được chứ mình xây hiện bộ đi phô tiếp bộ thả miên chít score nụp hàng nụp thả nấy vì mình chỉ cả bật tì ná trong nâng nè nè đè màn rồi biếp nụ trời khá là bần tế chùm phúc nhóm vĩnh chùm ai xua tư nè chư nè mà nè ai chúng ai tu miến ao bị sa khá ban lướt lên té chúng ngư mày giảng lại kỳ hai thá
ជំងឺទៅនៅផ្អែមប្រភេទទី1នឹងអ្នកតោងប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនពីព្រោះលែងមានអង់ស៊ូលីនហើយយើងចាក់អង់ស៊ូលីនហើយដែលការហូបនៅពេលហ្នឹងវាត្រូវតែឲ្យសមស្របទៅតាមអារ៉េចំនួនអង់ស៊ូលីនដែលយើងចាក់ចា៎ចា៎ហើយបញ្ជាក់ម្ដងទៀត ថាចំពោះខ្ញុំដែលស្គាល់តែទូមានហ្នឹងມັນຫາມទេມັນសូវប្រើពាក្យតមទេហាមថាអាចបានខ្លះប៉ុន្តែតាមអារ៉េទំហំរបស់ជំងឺរបស់អ្នកម្នាក់ចាចាហើយអំបញ្ញមិញលោកបាទមានប្រសាសន៍អំពីថាកដើបរិភោគតើមានអ្វីទៀតដែលយើងអាចជួយនោះចាបរិភោគដើរតាមរបៀបរបបបរិភោគតាមរបៀបរបបទទួលដំណេកឲ្យបានច្រើន 8 ម៉ោងមួយថ្ងៃហើយធ្វើយ៉ាងណាអរេបង្រៀនចិត្តកុំឲ្យមានកំហឹងពីព្រោះថាកំហឹងអ្នកជឿជំងឺទៅនៅផ្អែមតែមានកំហឹងហើយរមជួបអាយណាមួយដែលអាចបំបត្តិកំហឹងឬបន្ថយកំហឹងនឹងឲ្យបាន ព្រោះកំហឹងនេះវាអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានជាយើងត្រូវមានតាក់ទងអ្វីជាមួយនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះដែរចាសប់ថ្ងៃនេះយើងកំពុងតែសិក្សាហើយអ្នកចំពោះសមាគមចំពោះអ្នកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវរបស់យើងហ្នឹងគឺបំរុងនឹងស្រាវជ្រាវអំពីពាក្យបារាំងគេហៅថា depression អង់គ្លេសគេហៅ depression ហ្នឹងគេរឹតតែឃើញហើយថាជាកត្តាមួយ ដែលនាំឲ្យឈឺជំងឺទៅនៅផ្អែមដែរចាចាខ្ញុំតែងតែសង្កេតថាអ្នកដែលមានភាពដូចនេះតែកណាឲ្យថ្នាំដែលបំបត្តិឬបន្ថយ depression កំហឹងហ្នឹងមិនមែនភាពកំហឹងទេមែនតើ depression ហ្នឹងគឺថាវាខ្លះទឹកចិត្តចាណែឃើញថាមើលស្កតាមដានស្កនៅក្នុងឈាមទៅឃើញថាគាត់ចុះដែរ កតាថ្នាំមានច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែដល់កណាប្រើថ្នាំច្រើនយ៉ាងនឹងហើយសង្កេតឃើញថាអ្នកជំងឺនឹងមានផលវិបាកdepressionនឹងឲ្យថ្នាំឃើញថាកម្រិតស្ករអាចចុះមកបានចាសសូមអរគុណលោកកាគីលីមសូមបញ្ជាក់ថាលោកកាគីលីមគឺជាប្រធានសមាគមជំងឺទឹកនោមផ្អែមកម្ពុជាហើយដើម្បីបុព្វហេតុប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅកម្ពុជានេះលោកកាគីលីមសូមអំពាវនាវដល់បណ្ដាជនគ្រប់រូបដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាឲ្យជួយគា
Thank you.